Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh thương tâm hai anh em ruột tử vong dưới con kênh trước nhà. Sau khi không thấy hai cháu bé, gia đình và hàng xóm đã mò tìm ở con kênh trước nhà. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể hai cháu bé đã được vớt lên bờ. Tối ngày 9 tháng 5, lực lượng chức năng quận 12 tìm thấy thi thể hai anh em ruột bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi tại khu vực kênh thuộc nhánh sông Vàm Thuật, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân của hai cháu bé này sống gần kênh đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12 không tìm thấy hai bé nên hô hoán mọi người cùng tìm kiếm. Nghi ngờ hai cháu bé bị đuối nước, gia đình và người dân đã lặn xuống kênh trước nhà để mò tìm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân đã vớt được thi thể hai cháu bé. Được biết, dọc kênh được bố trí lan can chiều cao khoảng 70cm. Tuy nhiên, vị trí đối diện nhà nạn nhân bị mất một đoạn lan can khoảng 3m. Hiện vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.